Rồi hello anh em, thì hôm nay là ngày 30 tháng 12 nha. Hôm nay quá là bận luôn, mấy bữa nay em bận kinh khủng luôn, đi lợi hàng về ngưng. Hôm nay gần cả tuần lễ rồi anh em đó, thì hôm nay thì em mới về được hàng đây nè đó. Hôm nay thì em về được 6 thùng toàn là lửa hết nha đó, toàn là lửa hết. Thì bây giờ thì em sẽ ra chim cho anh em đó, có hàng nào ok thì em sẽ quay lại cho anh em coi nha. Rồi ok anh em, thì sau khi em ra lòng xong hết rồi đó thì em quay anh em. Thì hôm nay thì về lửa bổi với lại lửa đuôi dài, hàng rất là đẹp luôn anh em, qua anh em lựa thoải mái nha. Nói chung anh em hàng đợt này về vùng này, cái thứ nhất chim nhỏ con rất là đẹp, cái thứ hai xuyên tạch, anh em thấy không, nó tạch kinh khủng luôn. Về mới vừa về lúc mới vừa về, em về chắc em ra em tắm từ lúc mà bắt chim ra tới lúc mà em quay clip này chắc tầm khoảng 2 tiếng, mà bây giờ là nhiều con nó tạch nhiều lắm anh em đó, kiểu giống như nó quen chỗ nó chơi đó. Đó thì lửa bổi ngày hôm nay em bán là 170 một con nha, lửa bổi là 170 một con, 170 một con nha, hàng rất là đẹp luôn. Tại vì lửa bổi nói chung về hơi nhiều, lửa bổi với lửa đuôi dài về hơi nhiều, thì hôm nay thì em chỉ quay sơ qua thôi, chứ em không có quay lửa bổi từng lòng cho anh em. Thì bây giờ thì em sẽ quay tổng thể đây nè đó, em sẽ ngưng ở đây tầm khoảng mười mấy giây đó, anh em coi anh em thích con nào thì anh em chụp cái màn hình lại rồi xong rồi anh em đánh dấu giống như vậy đi đó. Vậy tính từ vậy cho dễ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 đó, 16 lòng. Đây thì em sẽ ngừng lại tầm khoảng 20 giây nha đó. Thì anh em cứ thích con nào thì anh em báo cái số đó cho anh em, thì xong cái clip này thì em sẽ dán mấy cái số lại để cho anh em dễ coi đó. Đó thì anh em cứ thích số mấy thì anh em cứ báo em nha. Rồi ok, thì em sẽ ngưng lại như đó, thì anh em coi anh em thích con nào thì anh em cứ ấy, em báo số rồi bắt đầu. Đây là 1 2 3 4 5 đó. Rồi thì lửa lõi thì em cũng về được ít, lửa lõi hôm nay thì về được có 5-6 con thôi anh em đó, 5-6 con thôi à. Đó thì anh em xem anh em thích. Lửa lõi thì em bán là 120 một con nha. Lõi thì lõi như thế nào, giống như vậy là hàng 170 nè, đuôi đều nè, hai cộng đuôi dài nhất nè, đó là 170 nè, còn 120 là vậy nè, vậy nè đó là 120 nha, hoặc là mất luôn đó là 120. Thì vậy anh em xem anh em thích bắt mấy con thì anh em bắt. Với lại em có một con mép, anh em về được một con mép đây. Mùa này mà còn mép thì rất là ít nha, còn mép vàng rồi khè luôn nha, anh em thấy không đó. Mép thì anh em nuôi nó nhanh dạng, với cái thứ hai là mùa sau chắc chắn đuôi nó dài thêm, thì con này được 16-17 anh em đó. Thì con này em bán cho anh em là 250 nha, 250 nha anh em đó. Chỉ có một con mép duy nhất thôi, mép này cũng rất là đẹp, tạch rất là nhiều luôn nè đó. Rồi ok, thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em cứ gọi cho em nha. Còn nếu mà anh em nào mà lựa không được lửa bổi thì anh em cứ báo em, nhắn tin qua Zalo thì em sẽ lựa, em quay em gửi cho anh em nha. Rồi thì bây giờ em sẽ ra ngoài em quay lửa đuôi dài cho anh em luôn. Rồi ok. Rồi ok anh em, thì sau khi em ra lòng đây thì đây, hôm nay thì em cũng về được khoảng 20 mấy con lửa đuôi dài anh em đó. Đuôi 21 có này, 20 có này, 21 dập lao có này, 20 dập lao có đầy đủ hết nha đó. Thì bây giờ thì em sẽ quay từng con cho anh em chọn nha đó. Trước khi vô em quay từng con thì em sẽ báo cho anh em luôn, thì mấy hàng này là chim bổi chưa ăn cám nha anh em, đang còn ăn sâu với dế. Về thì anh em nhớ tập cám nha. Mấy con này thì mắt móng mỏ đầy đủ, không trật lỗi đó. Anh em ở Sài Gòn á, thì anh em tới tiệm anh em xem, anh em bắt trực tiếp, hoặc là trong khu vực Sài Gòn á, thì em sẽ giao ráp nó tới anh em nhận hàng rồi xong rồi anh em trả tiền luôn nha đó. Thì trả tiền cho ráp, tiền ship cho ráp với tiền hàng cho ráp luôn đó.
ở Sài Gòn thì em có dịch vụ thu hộ là qua Grab, còn mà ở tỉnh thì anh em vui lòng anh em chuyển khoản đủ tiền giúp giùm cho em, chứ bên em thì không nhận qua nhà xe nha anh em, tại vì nó rắc rối. Cái thứ nhất là nó rắc rối lắm, tại vì ra ngoài đó em cho đi xe ôm ra ngoài đó nó đâu có đưa tiền liền đâu, nó phải đợi là gì dưới nó giao cho anh em rồi nó quay lên nó mới đưa tiền liền cho, nó mới đưa tiền cho em, thì em phải tốn thêm một lần xe ôm nữa, nên bên em không có dịch vụ đó nha. Cái này em cũng nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi mà nhiều anh em vẫn hỏi em cái dịch vụ này, thì em xin nhắc lại luôn đó là ở tỉnh anh em chuyển khoản đủ tiền chim cho em rồi em gửi chim nha. Về nếu mà trong quá trình vận chuyển mà có bị chết hay bị như thế nào đó, rủi ro như thế nào đó, thì bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, chịu hoàn toàn trách nhiệm cho anh em. Còn về ví dụ như anh em thấy nó bị yếu hay là bị gì thì anh em báo em liền đó, thì em sẽ theo dõi. Ok thì ấy, còn không thì qua mấy ngày, một hai ngày sau thì nó không qua khỏi thì anh em vẫn báo em sẽ gửi cho anh em con khác nha. Rồi thì bây giờ thì em sẽ vô con đầu tiên, con lồng số 1, con này là đuôi 19,3 nha anh em, đuôi 19,3 bộ xẻ nha. Đây, rất là đẹp nha, 19,3 nha anh em, bản đuôi cũng khá là ok. À, chân hồng móng lem nha. Đó, con này đuôi 19,3, giá 600.000 nha anh em, 600.000. Rồi, tiếp theo là con lồng số 2. Lồng số 2 là đuôi 19,2 nha. Đó, đuôi 19,2 nè. Đó, con này đấm đuôi cao anh em. Đó, 19,2 nha. Đó, giá cũng 600.000 luôn, mắt móng mỏ đầy đủ luôn nha. Đó, con này cũng chân hồng móng lem, đuôi 19,2, bộ xẻ nhỏ con nha. Rồi, tiếp theo là con lồng số 3. Lồng số 3, con này là bị so le, một đuôi 19,2 và một đuôi là 20,05 nha. Đó, bộ xẻ, bản đuôi to nè. Đó, mắt móng mỏ đầy đủ, không rách lỗi nha. Đó, thì con này em bán cho anh em á là 600.000 nha anh em, 600.000 luôn nha, giá đuôi 19 luôn nha anh em. Đó, mắt móng mỏ đầy đủ nha. Con này cũng chân hồng móng lem luôn nè. Rồi, tiếp theo là con lồng số 4. Con này là đuôi là 20,2 nha. Đuôi 20,2 nha anh em. Đuôi 20,2, bản đuôi bự nè. Đó, bộ nhỏ chim. Đó, thì con này đuôi 20,2 thì con này em bán cho anh em là 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha. Rồi, tiếp theo thì em bán cho anh em là con đuôi 20,4 nha. Đó, con này thì bị so le nên em bán giá đuôi 19 cho anh em luôn là 600.000 nha. Đó, con này là lồng số 5 nha anh em, lồng số 5 nha. Đó, rồi ok, tiếp theo là lồng số 6, con này là đuôi 18,5 nha, đuôi 18,5. Đó, bộ xẻ nha. Đó, rất là đẹp chim, mắt móng mỏ đầy đủ nha. Đó, đây là lồng số 6 nha anh em, giá 300.000 nha. Rồi, tiếp theo là lồng số 7, con này là đuôi 18,7 nhưng mà nó bị gãy lao anh em thấy không. Đó, con này bộ xẻ, bộ siêu xẻ luôn nè. Đó, nhỏ con lắm anh em, đuôi 18,7 nha mà bị gãy lao nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 200.000 thôi nha, 200.000 nha. Đó, con này là lồng số 7 nha. Rồi, tiếp theo là lồng số 8, con này là đuôi 18,5 nha, bản đuôi đẹp nè, anh em nhìn cái bản đuôi của nó nè. Đó, con này là lồng số 8 nha. Đó, thì con này là 300.000 nha anh em, 300.000. Đó, rồi ok, tiếp theo là con này là con lồng số 9, con này là đuôi 17,2,3 gì đó anh em. Đó, chân hồng móng lem, bộ xẻ, nhưng mà con này thì nó có một cái chấm bông trên mi mắt nha. Đó, một chấm bông trên mi mắt đây. Rồi ok, thì con này em bán cho anh em là 200.000 nha, 200.000 nha anh em. Con này là lồng số 9 nha anh em, lồng số 9 có một chấm bông nè. Đây, rồi tiếp theo là lồng số 10, con này là đuôi 20,6 nha anh em, đuôi 20,6 nhưng mà con này thì bị gãy lao nha. Đó, còn một lao thì em đo được là 20,6. Đó, thì con này em bán cho anh em là 600.000 thôi nha. Đó, con này là lồng số 10 nha anh em, đuôi 20,6 nha. Đó, giá 600.000, bị gãy lao nha, giá 600. Rồi, tiếp theo là lồng số 11, con này là đuôi 18,4 nha, đuôi 18,4.
đuôi 18,4, bộ sẻ nha, nhỏ chim nha. Đó thì con này là lòng số 11 nha anh em, giá 300.000 nha. Nha anh em, giá 300.000. Rồi, ok. Tiếp theo là lòng số 12. Con này là đuôi 18,8 nha anh em. Đuôi 18,8. Đó. Bộ trung chim. Con này thì chân hồng, móng đen nha. Đó. Mắt móng mỏ đầy đủ nha anh em. Con này là lòng số 12 nha. Lòng số 12 nha anh em, đuôi 18,8 nè. Rồi, tiếp theo là lòng số 13, cũng đuôi 18,8 luôn nha. Bộ sẻ nha anh em. Bộ sẻ. Đó, nhỏ chim nha. 18,8 nha, lòng số 13 nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo là lòng số 14. Con này thì đuôi 18. Con này được cái chân trắng, móng lem đen nha. Đó, chân hồng móng lem đen nha. Đó, thì con này là lòng nha anh em, lòng số 14, đuôi 18, giá 300.000 luôn nha. Rồi, tiếp theo là lòng số 15. Con này là đuôi 19 năm nha. Đuôi 19 năm nha anh em. Đuôi 19 năm thì con này em bán cho anh em là 600.000. Đó, giá 600.000 nha. Số 15 nha anh em, giá 600. Rồi, tiếp theo là lòng số 16. Con này là đuôi 19,2 nha. Đuôi 19,2. Đó, giá 600.000 nha. 600.000, mắt móng mỏ đầy đủ luôn. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em lòng đó, lòng số mấy rồi ta? Lòng 16 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, lòng số 16 nha. Rồi, lòng số 16 là đuôi 19,2 nha. Rồi, tiếp theo là lòng số 17. Đây, lòng số 17 là đuôi 21 mà bị mất lao. Đây, con này đuôi 21 nha anh em. Đuôi 21. Nhưng mà con này thì bị mất hết một lao. Bị mất hết một lao đó, bị coi như là bị lao nó bị gãy, bị giật đó anh em. Đó, rồi con này thì mắt móng mỏ đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, con này là đuôi 21 thì con này em bán cho anh em là 1.000.000 nha. À, để em coi cái cánh nó nha. Nó bình thường, nó khép lại bình thường rồi anh em. Đây. Đó, con này là con này là lòng số 17 nha. Con này là lòng số 17 nha anh em. Đuôi 21 mà bị mất một lao. Đó, lao kê thì bị giật. Đó, thì con này em bán cho anh em là 1.000.000 nha anh em. 1.000.000 nha. Đó, 1.000.000 nha anh em. Con này là lòng số 17 nha. Lòng số 17. Rồi, tiếp theo. Con tiếp theo là lòng số 18. Lòng số 18 cũng là con đuôi 21 luôn. Mà bị gãy lao luôn anh em. Đó. Hôm nay em về được 3 con đuôi 21 và 2 con bị gãy lao rồi. Đây, lòng số 18 nha này. Đó, còn đuôi 21 mà bị gãy lao. Đó, thì con này em cũng bán là 1.000.000 luôn nha. Mắt móng mỏ đầy đủ nha. Mấy con này thì anh em mua về anh em thả AV đồ ok nha. Đó, một cọng lao nó còn dính nhìn đó thì em đo được là đuôi 21 nha. Đó, mắt móng mỏ thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, con này là lòng số 18 nha. Giá 1.000.000 nha anh em. Rồi, tiếp theo là lòng số 19. Lòng số 19 anh em. Anh em đợi em xíu nha, để em dán cái màn, dán cái áo lòng lên. Đây,
đuôi 21 nha anh em, đuôi 21. Con này thì nó bị mất hết mấy cọng bở trắng anh em, mấy cọng thôi cũng không đáng kể. Đó, con này bộ xẻ nha, nhỏ chim nha, rất là chuyên cạch nha, đuôi 21 nha anh em. Đó, mắt móng ngõ đầy đủ, không tật có gì hết, đang còn ăn sâu với dế nha. Về anh em nhớ tập cám nha, con này tạch nhiều lắm, đầu xà nữa nè, bộ xẻ nữa nè, đuôi 21 nha. Đó thì con này em bán cho anh em là 2 triệu nha anh em, 2 triệu nha. Đó, thì anh em xem anh em thích thì anh em bắt nha. Đó, con này tướng rất đẹp, nhỏ chim nè, mà xuyên cạch nữa. Rồi, ok, con này là đuôi 21, giá 2 triệu nha anh em. Đó, rồi, thì em có báo giá với báo số lồng cụ thể, thì anh em xem anh em thích bắt con nào thì anh em báo số lồng nha. Anh em báo số lồng giúp giùm cho em, chứ anh em đừng báo số đuôi nha, để em quên hết. Em quên á, em không có nhớ lồng nào là số mấy hết nha anh em. Đó, rồi, ok anh em thì... anh em xem anh em thích con nào anh em cứ gọi cho em. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em suốt thời gian qua. Xin cảm ơn anh em và xin chào anh em.